Xin lỗi, anh lái xe phải không? Tôi đang cần đi xe, anh chở tôi ha. Tôi lái xe. Anh lái thì anh mở cửa giùm tôi để tôi vô, anh chở tôi đi. Xe tôi mà. Thì xe của anh lái taxi, tôi là khách thì anh chở tôi đi công việc. Có sao đâu. Là đi đâu? Anh chở tôi qua VG đi mua rau sạch đi được không? Khỏi. Sao vậy? Anh nói anh mua gì? Tôi đi tìm mua rau. Đợi tối hay mùa đã đứng ngoài đường nhiều lắm. Đồ biến thái. Đất ơi, ông này ông khùng hay sao trời? Lái taxi mà chẳng thấy ứng. Xin lỗi anh gì ơi, anh làm ơn chở tôi đi công chuyện chút nha. Hả? Tôi nói là anh chở tôi qua Phú Nhuận chút nha. Phú Nhuận hả? Đi đâu? Tôi đi tìm mua rau á mà. Cái gì? Tôi nói là anh chở tôi qua Phú Nhuận đi mua rau. Rau gì? Thì rau sạch chứ rau gì ông nội đi. Biến. Thứ gì bị điên sao? Chú ơi. Nghe. Chú chở con đi nha. Được, xin mời. Có xe nè mấy má. Tốt quá rồi. Ổn hết chưa? Chú chở anh qua cửa hàng rau sạch VC số 49 Hoa Sứ, phường 7 Phú Nhuận đi. Đi mua rau mà kéo nhau cả bầy vậy? Dạ tại đó bán rau sạch chất lượng lắm. Biết vậy nãy tôi chở mấy thằng kia, đúng là trời đánh. Mệt quá, cái ngày gì đâu mà nó đen thủi đen thui. Anh à, lâu quá không ấy gì đó, anh nhớ không? Có bao nhiêu sức dồn vô hết chiếc taxi, về nhà còn gặp thêm chiếc taxi chúa nữa. Mai đi đổ xăng cho. Hứa mai nha. Đói bụng quá, hôm nay nấu cái gì ngon cho tôi ăn vậy? Hả? Anh mở đây đi biết. Cơm cá mà không có rau là chết với tôi. Chà, nhìn cũng thịnh soạn vậy chứ hả? Gì đây? Gì anh? Tại sao lại có sợi tóc rớt ở trong này vậy chứ hả? Cô nấu ăn cái kiểu gì mà để sợi tóc có rớt cho tôi canh vậy? Đừng có nói với tôi là sợi tóc này nó dính sẵn trong cọng rau lúc cô mua nha. Dính gì đâu mà dính, nó là rau sạch mà làm gì dính tóc được. Tại em bù đầu bù cổ nấu ăn cho anh, lâu lâu rớt cũng cọng tóc mà, đừng buồn. Bực cái mình. Người ta thương anh, người ta mới tới tận cửa hàng rau sạch VG mua rau gì cho ông ăn mà còn bị chửi nữa. Ủa, trong cái áo vest của anh cũng có dính sợi tóc nè. Tóc gì? Trời ơi, nguyên sợi tóc dài thằng lòng như sợi dây chỉ luôn nè, nhìn đi. Thì tóc của tôi chứ của ấy đi nữa. Trời ơi, hả? Tóc dài bà cứu luôn là tóc anh ngắn ngủn mà, sao là của anh được? Thì chắc hôm qua tôi đi hớt tóc, rồi chắc là tụi nó hớt còn sót cái cọng đó thôi. Cái cọng đó hôm nay nó dướng áo rồi, nó sức ra có gì đâu mà thiệt tình. Tóc này mà nó của anh chung lại sợi lông của tôi. Nè, tại sao trên cái ly này lại có vết sòn ở đây chứ hả? Cô giải thích coi. Đừng nói là tới mua rau sạch người ta tặng nha. Tặng gì cũng tặng, tặng hình cái mỏ trên đề. Không phải đâu, lúc em tới Vessi mua rau sạch á, trong lúc chờ đợi người ta lấy rau cái em uống ly trà vậy thôi. Đồng nghĩa với việc cô chơm ly trà của người ta. Ôi, em quên thôi, chút em tới em chả có gì đâu mà làm dữ vậy không biết. Thiệt tình. Ủa, anh, áo của anh cũng có dính vết son môi nè. Mà vết son này đâu phải của em đâu, của ai vậy anh, hả? Đậu ngựa, anh lén tôi đi ăn rau đâu rồi phải không, hả? Rau cái gì mà rau, bình thường đi làm mà thấy ông nội mẹ luôn hả? Còn sức đâu mà ăn. Sức người có phải sức trầu đâu mà. Thiệt tình. Vậy nói người ta, ở nhà ăn rau sạch không chịu, thích ăn rau dơ. Ông nội mẹ ơi, cái con gì nằm ở trong cái tô canh của tôi ăn từ nãy giờ vậy nè trời? Con gián hả? Con gián á. Bà mẹ nó cái chỗ chuyên cung cấp rau củ quả sạch, được trồng theo các phương pháp thủy canh, trồng đất trong nhà lưới, nhà kính, không sử dụng thuốc sâu, thuốc hóa học, áp dụng công nghệ vi sinh, tuyệt đối an toàn cho sức khỏe, mà lại dính cái con gián trong cái tô canh của tôi như vậy đó hả? Bà có tin là tôi nhét con gián vô lỗ mũi của bà không? Bà ăn hết cái tô canh này cho tôi đi ha. Dạ ông nội, gián này là gián Nhật, gián ở nhà em tự nuôi ăn được chứ không phải gián ngoài. Chứ đừng có đổ thừa chỗ rau sạch VG, ở bển là tuyệt đối an toàn. Có thiệt là an toàn không hay là mê thằng chủ đó rồi? Ôi mê gì đâu mà mê, thấy dấu sâu trên ly vậy còn hỏi. Đừng nói có số điện thoại của nó luôn rồi nha. Sao không có được chứ? 0938264866. Có gì đâu không nhớ. Nhất Nhật mình thật là hiện đại, nghe có con gián mà còn có thể chế biến ăn được, tôi tự hào là người Nhật á.